Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Key Tuan Tarot Channel. Hôm nay Key có một quên quên cameraman ơi, mình có thể lấy cái bình hoa này mình để cho khách không? Nó hơi chật vàng quá. Wow, giọng men dữ. Hello, ok mọi người ơi, thì hôm nay là thông cảm cho Kit với cái sự lòng thòng ở đây nha, tại vì Kit không có cái micro, cái tai nghe này thôi. Cho nên là mọi người có thể nếu mà thấy lòng thòng thì bỏ qua cho Kit ha. Hôm nay Kit có một cái trải bài hình như là theo yêu cầu của mấy bạn á. Tức là có nhiều bạn muốn hỏi rằng là Kit ơi, Kit có thể xem ra một cái video trải bài là có thể nói về người yêu cũ được không? Kiểu như là không biết hiện giờ ex như thế nào á, thì ok. Hôm nay Kit nghĩ là Kit sẽ cho một cái trải bài mang tên là người yêu cũ của bạn, ex của bạn hiện giờ họ đang như thế nào ha. Thì vẫn như thông lệ thôi, Kiss sẽ cho mọi người chọn 3 tụ bài. Và bây giờ Kiss sẽ cho mọi người chọn theo cái bộ bài này hen. Kiss sẽ xào bài lên và sau đó Kiss sẽ cho mọi người chọn theo cái lá bài mà mọi người cảm giác như là mọi người resonate, kiểu như là có một sự tương tác á, cảm thấy nó có thông điệp nào đó ha. Và bây giờ Kiss tới tụ thứ nhất. Tụ thứ nhất nha mọi người. Mọi người thấy có rõ không ạ? À? Tụ thứ nhất nhé. Bây giờ kết tới với tụ thứ hai ha. Tụ thứ hai nhé mọi người. Ok. Và kết tới với tụ thứ ba ha. Hay mình làm 4 tụ bài luôn ta. Thôi bộ, một 3 tụ thôi, cái nghĩa là vừa đủ. Đây là tụ thứ ba nhé. Ok, thì cái cách chọn bài tốt nhất á, vẫn là nếu mà mình không biết chọn hình nào thì mọi người cứ nhắm mắt lại, mọi người suy nghĩ về ex của mọi người, cái bạn người yêu cũ ấy. Thì mọi người suy nghĩ về họ và sau đó là mọi người thử gọi là có một cái con số nào nó hiện lên trong đầu từ 1 tới 3 không, thì mọi người có thể là chọn theo con số. Còn nếu mà mọi người không thể chọn theo con số thì mọi người có thể chọn theo hình nè. Thì bây giờ mọi người Kiss sẽ cho mọi người review lại 3 cái tụ bài nha. Tụ thứ nhất nè, tụ thứ hai và tụ thứ ba nè. Mọi người xem thử là có cái thông điệp nào mà cái tụ bài nào thu hút mọi người nhất, thì Kit nghĩ là sẽ có cái thông điệp ở trong đó ha mọi người ha. Thì coi như là đây là giai đoạn mà Kit ghi âm cái video này thì ghi hình chứ, video này cũng là giai đoạn cuối năm á mọi người, cho nên thôi mình cứ làm một video mình tổng kết kiểu như là mình review lại 1 năm mình xem thử cái đối phương mà cũ của bạn hiện giờ họ ra sao ha. Rồi ok, bây giờ là mọi người đã review xong thì mọi người có thể chọn tụ rồi, sau đó mọi người có thể là nếu mà mọi người yêu thương kênh của Kit, mọi người có thể donate cho Kit qua cái link Momo ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và bây giờ chúng ta sẽ tới với tụ thứ nhất. Hello, xin chào tất cả các bạn đã chọn tụ thứ nhất với hình lá mèo. Cái này tiếng Đức Kit đọc không có được nhưng mà có thể là Schrödinger's cat nhỉ, chú mèo Đức. Thì câu hỏi hôm nay đặt ra là ex của bạn, người yêu cũ của bạn hiện giờ ra sao? Thì thực sự là Kiết nghĩ rằng là có vẻ như là đây là cái lá bài nó về chú mèo mà kiểu như là trắng và đen mỗi bên nó có một sự tương phản. Kiết cảm nhận cái cảm giác của các bạn cái tụ thứ nhất là bạn có sự đối lập ở trong tư tưởng. Tức là một phần á, là bạn muốn bước tiếp trên cái hành trình của mình, nhưng một phần là bạn vẫn còn vương vấn hình bóng của cái người yêu cũ của bạn. Thì ok, hôm nay là Kiss sẽ cùng review xem thử rằng là liệu mà cuộc sống của cái người S của bạn hiện giờ họ đang như thế nào, thì mình cùng xem để mọi người biết thêm thôi ha. Kiss sẽ vẫn luôn sử dụng Tarot trước ha mọi người. Người yêu cũ S của các bạn ở tuổi thứ nhất hiện giờ ra sao? Không biết là các bạn đó hiện giờ đang làm gì, hay là đang có tương tác nào chưa, hay là đang phát triển bản thân mình. Ok,
Ok. Người yêu cũ của bạn hiện giờ ra sao? Cái dữ liệu đầu tiên khi thấy rằng là bạn mày có vẻ như là bạn đi đâu rồi? Bạn đang đi du lịch hay là bạn đi xa hay là bạn ấy chuyển công tác, chuyển chỗ làm hay là chuyển nơi ở luôn. Tức là cho nên cái nghĩ rằng là bạn và cái người yêu cũ của bạn hiện tại đang có một cái khoảng cách xa. Và ngoài ra cái người yêu cũ của bạn hiện giờ họ đang cảm giác cái hành trình độc thân của họ. Họ cảm thấy rất là ổn. Họ phai, họ cảm nhận như là độc thân vẫn tốt hơn. Mình không biết vì sao, tại vì khi thấy là họ rất là chú tâm vào công việc. Họ đang xây dựng cho cái sự nghiệp bản thân của họ lên một bước phát triển nhiều hơn so với cái việc là họ nghĩ về tình cảm. Thì nếu mà các bạn có tụ thứ nhất á, bạn vẫn có thể Kiếp vẫn cảm nhận là các bạn vẫn chưa quen được cái tương tác này. Thì cái nghĩa là cái khoảng cách thứ nhất là về địa lý và cái khoảng cách về cái suy nghĩ nó rất là khác nhau. Thì nếu các bạn có suy nghĩ là vấn đề là có thể quay lại với S thì Kiếp không có nghĩ là có thể có cái điều đó, tại vì S của bạn hiện tại họ rất là chú tâm vào xây dựng hình ảnh bản thân của họ ha. Rồi, Kiếp sẽ xem thêm tiếp tục. Ok. Bao nhiêu view á? 50 hay 5? 5 người à? Vậy thôi tắt đi, tốn thời gian lắm. Sorry mọi người nhé. TikTok hả? Crystal. Mình cảm nhận cái bạn X của các bạn ở tuổi thứ nhất á, người này cũng có một phần về tâm linh, cái cảm nhận vậy. Nếu không biết làm sao nhưng mà có thể là hình một vài cái người X ở trong đây là họ chắc có đeo vòng tay đá, là họ có đeo vòng trầm hương hay là họ có đeo cái gì về đá pha lê hay là như thế nào đó, thì cái cảm nhận là cái người này cũng có một cái đời sống tâm linh riêng của họ nha mọi người. Tức là hiện tại họ đang rất là tin tưởng vào vũ trụ luôn, họ đang đi theo cái con đường định hướng cá nhân riêng một cách mạnh mẽ luôn. Khi thấy cái người này là có tư duy rất là tốt, có thể là một vài cái người ác ở trong này họ đã đi nước ngoài rồi, họ đang đi du học hay là họ chuyển công tác, nhưng mà Kiếp thấy là người này có một cái tinh thần rất là cởi mở, họ là một người hướng ngoại. Mặc dù Kiếp thấy cái sự hướng nội, cái tâm linh của họ cũng phát triển tốt, nhưng mà họ đem cái sức mạnh đó, họ đem cái sự phát triển của cái sự hướng ngoại đó, ấy hướng nội đó, họ phát triển ra bên ngoài và họ hiện tại tinh thần của họ rất là hướng ngoại luôn mọi người. Cho nên nếu mà các bạn đang đặt câu hỏi là không biết là cái cảm xúc của các S của các bạn như thế nào, thì hiện tại là Kiếp như Kiếp nói rồi, họ rất hướng ngoại, họ hoàn toàn gọi là thoải mái trong đời sống cá nhân, họ không có bị nặng nề như trước nữa. Hai bạn chia tay vì những cái lý do là Kiếp thấy là một phần là vũ trụ sắp xếp cho bạn và họ một cái con đường riêng. Và cái thứ hai đây là họ có một cái hành trình riêng của họ và họ cảm nhận được rằng là họ nên đi một cái hướng khác. Cho nên là chia tay ở đây Kiếp thấy nó cũng khá nhẹ nhàng thôi. Cái lý do chia tay nó cũng khá nhẹ nhàng. Có thể là không hợp nhau nhưng mà cũng có thể gọi là nó không có điểm chung chứ không có cái gì nữa, nó quá nặng nề đâu. Cho nên hiện tại S các bạn rất ổn luôn á mọi người, ở tuổi thứ nhất. Để cái xem họ vẫn độc thân, cái cảm nhận vậy. Họ cởi mở lắm, họ rất là giao lưu bạn bè rồi gặp gỡ nhiều người nữa chứ. Họ không đặt nặng chuyện tình cảm trong giai đoạn này ha. Nếu các bạn có nghe nghe chúng cái chủ đề này thì họ không có đặt nặng ha. Họ không có đặt nặng về chuyện tình cảm ấy, ý kiến là vậy. Họ rất là cởi mở trong đời sống tình cảm luôn, tức là họ cứ thấy cái năng lượng mình họ tìm hiểu nhiều hơn. Tức là cái đối phương của các bạn á, là một người rất là thích trò chuyện, rất là thích tâm tình, rất là thích gọi là từng bước một. Họ là những cái người mà không phải là kiểu nếu mà cái mối quan hệ sắp tới của họ có diễn ra thì mọi người ở tuổi thứ nhất cứ yên tâm đi, họ là người thích tìm hiểu nhiều hơn. Hiện tại là họ sẵn sàng open cho cái đời đời sống tình cảm, tức là
ở đây là họ không đặt nặng ở đây, tức là họ không có yêu vội, họ rất là nhẹ nhàng trong đời sống tình cảm, họ tin vào duyên số, họ tin vào những cái điều tự nhiên tới. Và ex của bạn là một người rất là thích trò chuyện từ trái tim đến trái tim, tức là họ kiểu giống như là họ muốn nói chuyện rất là deep luôn, cái EQ của họ rất là cao ha mọi người. Cho nên cái thấy các bạn ở tuổi thứ nhất hầu như là các bạn có thể là khó bắt kịp được cái EQ của người này. Nhìn người này cứ thấy là nói chuyện rất là so deep luôn á, cho nên các bạn tụi thứ nhất nhiều khi mấy bạn không hiểu, cho nên thành ra là cái việc chia tay nó nhẹ nhàng đó, tức là họ cảm nhận được cái năng lượng của bạn và họ không có hợp nhau, chưa có kết nối sâu sắc, cho nên là đó là lý do tại sao là họ ra đi ha. Rồi để xem họ đang như thế nào nữa, cái cũng tò mò về cái người này có cái khía cạnh tâm linh rất là cao. Sorry mọi người, cái gì sợ cái sốc. Nhưng mà thật sự mà Kiết nói thiệt với mọi người luôn, mọi người bỏ lỡ người này Kiết thấy cũng tiếc lắm đó mọi người, không biết sao thấy nổi da gà, thấy tiếc, cái tiếc cũng tiếc dùm nó. Cái người này họ khóa tỏa sáng, vẻ ngoài họ sáng, không nhé mọi người ơi, có một cái dữ liệu mà đang nhắn nhủ mọi người ơi, cái trả bài nó hơi lâu lâu xíu, nhưng mà mọi người chịu khó ngồi lắng nghe xíu nha mọi người. Mọi người ơi, Kiết nói nghe nè, mọi người có thể làm một cái dữ liệu mà Kiết truyền nhận được, nếu mà mọi người sử dụng được cái luật hấp dẫn á, nếu mà mọi người biết được cái luật hấp dẫn này sử dụng như thế nào, Kiết nghĩ là hả sẽ có sự comeback, có sự kết nối lại trong tương lai không gần, không gần lắm nhưng mà nó cũng khá xa. Tức là ở đây là mọi người cần phải phát triển bản thân nhiều hơn, tại vì cái trải bà đang nói về cái việc mà gọi là sự kiên nhẫn của bạn, có thể là cái người này đang đi trên cái hành trình của họ, họ đang học, họ có con đường riêng của họ, họ đứt kết nối với bạn cũng một phần là do cái năng lượng của bạn vẫn chưa phù hợp với họ. Thì cái trải bà này đang nói có một sự tái hợp ở đây trong tương lai xa thôi, tức là hiện tại ở đây là bạn cần phải là một cái người phát triển bản thân mình, vì cái thấy người này có trực giác rất là tốt, họ đang bảo vệ năng lượng của mình, cho nên mọi người cứ yên tâm á, mọi người cứ nghĩ rằng là ơ người này chia tay với mình rồi, S của bạn là sẽ tiến tới tìm bằng người khác, không có. Cứ thấy cái người này là một người bảo vệ cái năng lượng họ rất là tốt, cho nên không phải là ai cũng có thể gọi là phù hợp với họ, cũng giống như là họ đặt được trái tim bên trong đâu, cho cái người kia đâu. Họ thương bạn là vì cái sự đặc biệt của bạn, chứ không phải là họ thích bạn, thương bạn là vì bạn có một cái vẻ ngoài phải là xuất chúng nổi bật hay là như thế nào hết. Cái thấy cái người này thích bạn là bởi vì bạn có một sự trong sáng, một cái sự nào đó nó dễ thương, nó ngây ngô lắm, nó làm có một cái sự nhẹ nhàng dịu dàng ở đây. Nhưng mà cái thấy về cái mặt năng lượng của bạn á, thì nó không phù hợp, là do một phần là bạn hơi có thiếu một cái chiều sâu về cảm xúc, cho nên cái trải bài này đang nhắc tới mọi người rằng là các bạn sắp tới nên có một cái chiều sâu về cảm xúc nhiều hơn, tức là các bạn hãy thực hành về cái luật hấp dẫn ở đây, tức là các bạn hãy tin tưởng vào vũ trụ nhiều hơn là điều thứ nhất, và cái thứ hai là mọi người hãy tin tưởng vào bản thân mình. Cái thấy mọi người ở đây đang dần nâng cao được cái sự nhạy cảm của mình rồi, tức là mọi người sẽ không, nếu như á, mọi người ở tuổi thứ nhất á, cứ suy nghĩ nếu mà gọi là người này đã dứt áo ra đi rồi thì thôi bạn tiếc nuối làm gì, nhưng mà cái thấy là bạn cũng vẫn đang rất tiếc, tại vì là người này có một cái trực giác rất là cao và cái năng lượng rất là cao. Khi mà bạn bên họ, bạn cảm thấy giống như là đang được truyền năng lượng, được truyền cảm hứng về đó. Cho nên nếu mà bạn muốn có một cái sự tái hợp, bạn phải là cái người mà truyền cảm hứng cho người khác, bạn phải là người nâng cao năng lượng của mình lên, thì Kit tin rằng á, cái sự tái hợp này nó sẽ sớm xảy ra thôi. Cái hiện tại người này đang đi một cái hành trình riêng của họ, và họ cũng đang chờ đợi bạn đó, chứ không phải là không đâu. Chỉ cần bạn cố gắng phát triển bản thân của mình nhiều hơn, cứ tin tưởng đi và bạn sẽ nhận được thôi. Chỉ cần là bạn hãy xuôi theo tự nhiên là một nè, và cái thứ hai là bạn hãy nâng cao cái trực giác của mình, hãy tin tưởng vào dòng chảy của vũ trụ thôi ha. Ok, cứ xem thử là liệu cái tương lai sắp tới á,
thì cái người X này họ có quay lại tìm bạn hay không? Ok, ở đây hơi nóng mọi người cho nên thông cảm cho Kit vì cái mặt nó dầu quá. Trả bài này nó hơi real mọi người ha, có gì Kit nói hết. Ây da. Ok, để cái xem lại nha. Người S này cần rất là nhiều thời gian nha mọi người. Wow, cái cảm nhận được các bạn á mà đang nghe tới cái trải bài này bỗng dưng các bạn gọi là bị xao động, xao động đúng không ta? Cái từ xao động là đúng. Kiểu giống như là các bạn nghĩ rằng là thôi không có cơ hội, nhưng mà bỗng dưng nghe nó trải bài thì tự nhiên bạn nói ủa, bỗng dưng là có cái một tia hy vọng nó chớp lên, bạn cảm thấy là trời ơi, có đúng hay như vậy hay không? Kiếp cảm nhận vậy luôn, cảm thấy cũng có một chút xíu hoang mang kiểu như là ủa có thể quay lại được sao? Cái đấy có, cái đấy là chỉ cần bạn có như là có cái lá này là Happy Emotion, chỉ cần bạn cứ thấy là cái sự lãng mạn giữa bạn và cái người S này vẫn rất là còn luôn, chỉ là bạn đang thiếu cái chiều sâu về mặt cảm xúc mà kiểu như là cái sự thấu hiểu á. Kiếp nghĩ là chỉ cần bạn nâng cao được trực giác, sự thấu hiểu và tin tưởng vào vũ trụ, nâng cao cái sự gọi là trưởng thành của mình thôi, về mặt cảm xúc bạn và người ấy sẽ kết nối lại với nhau. Trải bài này mang tính hy vọng rất là nhiều ở tủ thứ nhất nha mọi người. Bây giờ Kit mới thấy cái lá đầu tiên của cái lá mèo là một cái lá reflection, một chú mèo Đức, không biết là mèo Đức hay mèo Thụy Điển gì đó, mà tương phản trắng bên đen, tức là hai bạn nó tuy là âm dương nhưng mà nó lại hút nhau, nó có một cái sự cân bằng ở đây khi hai người kết hợp lại. Cho nên cái việc mà Kit nghĩ là các bạn cần nâng cao cái khả năng cái chiều sâu nội tâm của mình lên, nâng cao cái sự gọi là trực giác của mình lên, tin tưởng vào vũ trụ, và khi bạn có những cái lời cầu nguyện bạn tin tưởng vào vũ trụ thì Kit thấy người X này sẽ tái hợp lại với bạn ha. Chỉ là hiện tại mọi người đang có một cái hành trình riêng thôi, bạn cũng nên có một cái hành trình riêng cho mình. Oh wow, chỉ cần tin tưởng thôi, có thể thông bạn cũng nằm mơ về người này rất là nhiều, có những cái dấu hiệu từ trong giấc mơ, cái cảm giác vậy, có những cái dấu hiệu từ trong giấc mơ cũng nhắn gửi tới các bạn, bạn cũng nằm mơ khá nhiều trong giai đoạn này và bạn cảm giác như là vũ trụ đang muốn nhắn gửi với các bạn, hoặc cũng như là hình ảnh của X cũng đang có những điều, nhiều điều muốn nói với bạn lắm nhưng mà hầu như các bạn quên hết. Nhưng mà khi mà mọi người ngủ dậy á thì là mọi người sẽ cảm thấy rất là có một chút xíu man mác á, nhưng mà mọi người sẽ nhớ cái điều đó và lâu lâu mọi người sẽ chợt bừng tỉnh và cũng như là giật mình là cái dữ liệu giấc mơ đó giống như là đang muốn nhắn bạn là phải nâng cao cái đời sống tâm linh của mình lên. Thì cái việc này là Kiếp thấy là mọi người nên cứ tiếp tục phát huy ha. Ok, Kiếp sẽ cho mọi người một lá cuối cùng của bộ Romance Angel để xem thử các Romance Angel nói về gì về cái tương tác này. Thế thì cái tương tác này có cái tiềm năng của cái sự gọi là kết nối lại, mặc dù cái trải bài mang tên là S của bài hiện giờ ra sao, nhưng mà cái trải bài cái năng lượng nó lại đem tới cho Kiếp cảm giác như là cái năng lượng giữa hai bạn á nó vẫn còn rất là nồng nàn nồng nhiệt, họ vẫn đang độc thân. Ban đầu cái nói là nếu mà giai đoạn này bạn mong muốn quay lại thì họ vẫn chưa quay lại đâu, tại vì bạn vẫn chưa có thực hành được, bạn vẫn chưa có nâng cao được cái khả năng của mình, thì cái việc tỷ lệ quay lại nó cũng còn sự chờ đợi. Nhưng mà có một lá bài là đang nói là đây là một điều đáng để chờ đợi, cho nên Kiết nghĩ chỉ cần bạn cho cái bản thân mình được phát triển nâng cao là cái việc quay lại này thành công nha các bạn. Cái lá cuối cùng Romance Angel muốn nói các bạn là đã tới lúc free yourself, các bạn phải để cho bản thân của mình được tự do, thoải mái. Phát triển bản thân ở đây không có nghĩa là bạn phải học những cái điều mà gọi trong sách vở hay là những cái điều mà người kia nói, người khác nói. Phát triển bản thân ở đây chính là phát triển cái tâm trực giác cá nhân của mình. Cái việc bạn cảm giác như là điều nào là đúng là sai, hay là bạn cảm giác như là cái điều nào là điều đúng đắn nhất, cũng là một phần do bạn chứ không phải là do người khác tác động. Bạn hãy thoải mái tự tin với những cái quyết định của mình ha, và chỉ cần bạn có một sự thoải mái tự do, có thể là các bạn nên đi một cái chuyến đi nào đó, đi đâu đó xa để củng cố là cái trực giác, để củng cố là cái đời sống tinh thần của mình. Khi tin rằng với cái năng lượng này, năng lượng thật sự rất là tốt này, trong tương lai bạn có thể kết nối lại được với nhân vật S của các bạn ở tổ thứ nhất, thì Kit hy vọng là sẽ có những cái phép màu như là một cái lá Word cho Magic, mà vẫn luôn luôn có phép màu xảy ra, chỉ cần các bạn luôn có niềm tin và nâng cao trực giác của mình lên.
Và cảm ơn các bạn ở tuổi thứ nhất đã lắng nghe cái thông điệp của trải bài này. Nếu các bạn có yêu thích thì các bạn có thể donate cho Kid qua kênh Momo nhé. Hẹn gặp mọi người vào các trải bài tiếp theo. Bye bye. Hello mọi người ở tuổi thứ hai, những bạn đã chọn chú mèo Push Impulse này nhé. Thì để xem thử rằng là liệu bạn và ex của các bạn hiện tại đó, cái trả bài mang tên là không phải là bạn và ex của các bạn nữa, mà là hiện tại là ex của bạn hiện giờ ra sao, đời sống của họ, cuộc sống của họ hiện tại đang như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng xem thử đi, là mình check, mình review, gọi là mình có một cái camera mình bay lơ lửng ở trong cái cuộc sống của ex để mình check thử hiện tại họ đang như thế nào nha mọi người. Ex của các bạn ở tuổi thứ hai hiện tại đang như thế nào nha. Chứ sẽ sử dụng tarot trước nha mọi người ơi. Hiện tại ex của các bạn, người yêu cũ của các bạn tuổi thứ hai đang như thế nào? Cái người mà bạn đang nghĩ tới nha mọi người. Sáu xu. Hai Priestess. Wow. Ace of Wands. Chúng ta có 6 xu, chúng ta có lá Hybridis và một cái lá một gậy. Try something new. Thấy có một cái sự trưởng thành ở cái bàn ở tủ thứ hai. Các bạn là những cái bài học rất là nhiều cho đời sống của họ nhé. Trời, thật sự đúng luôn. Các bạn là một trong những cái bài học cho cái hành trình linh hồn của họ đó mọi người. Cứ xem thử tiếp. Thật sự bạn là một người gọi là làm cho họ thức tỉnh rất là nhiều thứ. Họ rất là yêu thích động vật. Thế họ đang nuôi chó, họ đang nuôi mèo, họ đang nuôi chim, họ đang nuôi cá cảnh, các kiểu. Cái người này rất là thiền, rất là chill mọi người ơi. Cảm nhận cái người này thiền và rất là chill lên luôn. Cái người này có đạo nha. Có thể là họ đạo Phật hoặc là công giáo hay là, nhưng mà họ rất tin tưởng vào tôn giáo đức tin của họ. Sau một cái giai đoạn là bạn đá họ đi, hoặc là hai người không còn tương tác với nhau nữa. Đá thì nó vui vậy thôi chứ không phải đá gì, nhưng mà thực sự là khi mà cả hai ngắt kết nối á, thì bạn chính là một trong những bài học cần có trong hành trình linh hồn của họ. Và chính bạn là cái người mà giúp họ phát triển bản thân của mình. Sau khi chia tay, họ là cái người mà gọi là rất là thiền định, lại là có hai lần cái sáu xu mọi người. Tức là họ họ sẽ phát triển cái bản thân của họ rất là nhiều, về cả công việc, sự nghiệp và đời sống cá nhân của họ nữa. Bạn là một trong những cái bài học mà khiến họ phải gọi là, cái này là trải bài, có thể trải bài hai chiều nha. Có thể là bạn là cái người rơi vào cái tình huống là mà Kid đang nói tới hoặc là cái người S của bạn như thế nào đó, thì nói chung là trải bài hai chiều, mọi người có thể gọi là luân chuyển cũng được. Khi thấy cái người này rất là tập trung vào phát triển bản thân mình, phát triển trực giác, họ đã thức tỉnh sau khi mà bạn và họ không còn kết nối với nhau nữa, gọi là chia tay, thì là họ có giống như một cái một ánh sáng nào đó lóe lên trong đầu họ, và họ có một điều gì đó mà họ rất là muốn làm,
kiểu giống như là ví dụ như tương tác với bạn ở trong những cái ngày ngày xưa á, thì họ cảm giác giống như là họ dành rất là nhiều thời gian cho cái tương tác này, cho cái tình cảm này, họ không có thời gian cho bản thân họ luôn. Cho nên là khi chia tay xong thì họ lại ngay lập tức dành thời gian cho việc phát triển bản thân, họ tìm về cái bên trong của họ, họ review rất là nhiều thứ, họ review nhiều thứ lắm. Họ cũng đặt câu hỏi là vì sao là có thể gọi là không thể tiếp tục với nhau được nữa, họ cũng có đặt câu hỏi, nhưng mà họ nhanh chóng hiểu được cái sự thật của cái việc này, và người ex của bạn hiện tại cái thấy là họ đang làm một điều gì đó rất là mới mẻ. Những người này á, đang tìm tới thiền, hoặc là bạn, có thể là bạn nữa, đang tìm tới thiền, đang chill, rất là chill với cuộc sống, kiểu như là bạn thả hồn mình nhẹ nhàng. Bạn nó cũng giống cái bạn S tụ thứ nhất ghê á, tụ thứ nhất là có một cái hành trình đi đi xa đi đâu, nhưng mà các bạn ở tụ thứ hai thì Kiếp thấy là S của bạn hiện tại là đang đang thay đổi tư duy, thay đổi cái hướng khá, nó cũng rất khá là tích cực. Và người S của bạn hiện tại thì kiểu như là chính bạn là bài học của họ, giúp họ thức tỉnh nhiều thứ hơn. Và hồi xưa họ không có cơ hội nuôi động vật, thú vật, thì bây giờ là họ bắt đầu họ chăm sóc động vật nè, thú cưng nè. Vì họ biết rằng cái giá trị của bản thân họ, họ biết rằng là họ xứng đáng được yêu thương. Họ mặc dù cái thấy có rất là nhiều sự tổn thương ở trong cái tương tác này, cả bạn và cả họ đều có những sự tổn thương nhất định, nhưng mà vì một cái lý do, những cái lý do mà gọi là nó cái thấy là nó cũng giống như là một cái thời hạn của vũ trụ thôi chứ không gì hết. Thì tùy vào trường hợp của mỗi người có những cái lý do chia tay khác nhau, nhưng mà cái thấy là cái này là nó giống như là hết hạn á, thì là kết thúc và mở ra những cái chương mới cho cả hai luôn. Cái thấy trái tim họ đã mở cửa lại rồi, họ đã đóng cửa trái tim mình một thời gian khá lâu trước đó, và chính việc bạn là một bài học khiến họ phải review một khoảng thời gian rất là sâu luôn. Họ dành thời gian để họ review bản thân, họ thiền định, họ tìm về yoga, là họ tìm về thiên nhiên, hoặc là họ dành thời gian rất nhiều cho bản thân mình, một thời gian mà gọi là a long time á, thời gian độc thân á. Và bây giờ ngay thời điểm hiện tại cái thấy là cái năng lượng của họ đã sẵn sàng rồi, và họ xứng đáng được yêu thương mà, và họ đang mở cửa trái tim mình, và cái thấy là họ cũng đang có tương tác với một cái đối tượng, và cái thấy cái đối tượng này rất là an toàn. Nếu các bạn nào vẫn đang hỏi về cái khía cạnh là không biết là họ hiện tại là có an toàn khi yêu không, hay là có tương tác nào ok không, hay là có ai phù hợp xứng đáng với họ không, thì cái thấy mọi người cứ yên tâm đi, họ đang có một cái tương tác, cái người này cũng rất là chín chắn chững chạc ấy, cũng giúp đỡ, cũng gọi là cái tương tác này nó cũng hỗ trợ bền vững, rất là phù hợp với họ ngay thời điểm hiện tại, vì cái việc cái hành trình nhẹ nhàng của họ cũng chính là giúp họ rất là nhiều. Họ đang có một tương tác và cái tương tác này hiện tại cái thấy ổn. Nếu bạn có lo lắng thì bạn không cần lo lắng đâu, họ xứng đáng được yêu thương và vũ trụ đã đáp lại được những cái tín hiệu từ họ ha, và vũ trụ đã giúp đỡ họ rất là nhiều thứ, và hiện tại thì họ đang đắm chìm vào cái thời gian mà gọi là cảm xúc trở lại, họ đã được chữa lành sau một khoảng thời gian rất là lâu, và cái người tương tác hiện tại của họ cũng chữa chữa lành cho họ rất là nhiều. Còn bạn thì cái không biết, bạn thì cái nghĩ rằng là bạn cũng có một cái hành trình riêng, cái tại cái trải bài này nó không có hiện lên nhiều về bạn nha, chỉ hiện hiện lên nhiều về ex của bạn, cái đối phương cũ của bạn á, thì cái thấy là họ hiện tại đang rất là nhẹ nhàng cho cuộc sống, cho nên hãy cứ chúc phúc cho họ thôi ha. Rồi cứ xem thử xem có những cái dữ liệu nào khác hay không. Kiếp như Kiếp nói là người này rất là có niềm tin tôn giáo rất là cao. Kiếp thấy là họ gọi là thật sự nha, công việc của họ cũng có nhiều áp lực lắm mọi người, nhưng mà Kiếp thấy là họ cũng rất là biết cân bằng trong công việc hiện tại luôn, tại vì họ cân bằng giữa đời sống tình cảm và đời sống công việc, họ tin vào vũ trụ mà, cho nên họ tin vào tôn giáo của họ, cho nên là những cái khó khăn, những cái thử thách họ đều vượt qua được, và nhờ vào sự tâm linh, nhờ vào cái sự mà thiền định của họ,
họ luôn vượt qua và hiện tại họ rất là ổn và họ đang có một tương tác rất mới mẻ luôn. Cái tương tác này đem tới cho họ rất là nhiều sự chữa lành ha. Người này đang có một cái giai đoạn hiện tại họ đang rất là tri ân cuộc sống, họ kiểu giống như họ ngẫm là những cái việc mà hồi xưa á, và ngay cả thời điểm hiện tại á, cái thấy họ là một người hướng hiện tại là kiểu như họ, cái người này là cái người có một cái thời gian họ rất là nhìn về quá khứ, mà hiện tại á, cái thấy họ chỉ nhìn về cái this moment giai đoạn này và họ có vì họ mong được có một cái tương lai luôn luôn sáng sủa mà luôn luôn được dẫn lối, cho nên người này hiện tại đang rất là nhẹ nhàng ôm ấp và hiện họ đang có một cái tương tác, và cái tương tác này mang tính chữa lành rất là cao, giúp họ trải qua được nhiều cái những khó khăn về mặt cảm xúc ấy, họ vượt qua được vì nhờ có sự giúp đỡ của người này ha. Nhưng mà một phần cái thấy là họ cũng đã tự chữa lành cho bản thân họ trước rồi, và họ mở cửa trái tim và chính cái năng lượng của họ phù hợp với cái hiện đối phương hiện tại á. Hiện tại cái thấy là người này và cái đối phương của họ rất là hợp nhau. Hai người hỗ trợ nhau về mặt cảm xúc và cả về mặt suy nghĩ nữa. Cái người này cái thấy á, là họ là đứa con của vũ trụ mà, cho nên là họ được nhẹ nhàng chữa lành thôi. Cho nên nếu mà bạn vẫn đang đặt gọi là sự phân vân là không biết người này có vì vì bạn mà bị ảnh hưởng nhiều không hay là như thế nào không, cái thấy người này đã được chữa lành rồi, và bởi rất là nhiều do sự đức tin của họ và từ năng lượng của vũ trụ đã chữa lành cho họ, cho nên bạn không cần phải lo lắng. Cái thấy người lo lắng đó là bạn á, và nên cần có một cái hành trình nào cho riêng mình thì tốt hơn ha. Các bạn ở tụ thứ hai thì ok, cái trải bài nó chỉ tới vậy thôi, nhưng mà Kiss sẽ cho mọi người một lá Roman Angel để xem cái người ex của họ liệu tương lai á là họ có được hạnh phúc hay là kiểu như là tương lai họ như thế nào ấy chứ, để xem xíu thôi, biết thì biết cho chót ha mọi người ha. Yên tâm đi mọi người, có thể là tương lai ấy, là mọi người sẽ có thể là làm bạn thôi. Có thể là lâu lâu là các bạn sẽ nhắn tin với nhau kiểu kiểu như hỏi thăm, kiểu như là họ cũng muốn hỏi thăm về cái đời sống của bạn, và nói chung là bạn cũng hỏi thăm về đời sống của họ, và hai người cũng kiểu như là có cuộc đối thoại mà rất là thật thà với nhau luôn, kiểu như là trải lòng hết những cái điều mà khúc mắc á. Có thể là tương lai là hai bạn sẽ kết nối và trải lòng lại với nhau nha. Thì ok, thì maybe có thể sẽ xảy ra, cho nên các bạn chỉ cứ có niềm tin là được. Ok, nếu các bạn có yêu thích cái trả bài ở tụ thứ hai này, mọi người có thể donate cho Kit qua link Momo ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, hy vọng sẽ gặp mọi người ở nhiều trả bài khác nha. Thanks. Hello, xin chào tất cả các bạn ở tụ thứ ba, những bạn đã chọn hình bé mèo này ha. Thì là chủ đề hôm nay sẽ là ex của bạn, người yêu cũ của bạn hiện giờ ra sao ha. Thì bây giờ là Kit sẽ check thử. Nói chung là các bạn đã muốn tò mò, muốn biết thử là bạn ấy như thế nào á, thì giờ chúng ta sẽ cùng với Kit xem check thử là hiện tại thì các bạn X ấy, cái người bạn nghĩ trong đầu á, họ đang như thế nào. Hồi nãy 5 view hả? Livestream bot biểu gì chưa? Cái một lá. Thôi cái sẽ không dở ra đâu, cái sẽ thử một cách bất ngờ xem như thế nào. Cái sẽ sử dụng hai lá Roman Angel để cái xem thử là cái người của bạn hiện tại đang như thế nào. Nào, cái sẽ up bài luôn, không có mở. Và sẽ mở từ từ. Cái tụ này cũng khá hồi hộp, giống như điệp viên vậy á. Ê, điệp viên á mọi người. Hồi hộp nha, một lá thôi. Ok, ba lá chốt. Cái năng lượng cái ex của bạn hiện tại cái người này đang như thế nào, cái sẽ lật dở lá đầu tiên lên, cái không thấy luôn nha, cái sẽ show mọi người xem trước. Ok, hiện tại nè, worth waiting for. Free yourself. Ooh. Exercise. Trời. Cái người này hiện tại đang rất là phát triển bản thân toàn diện, cái người ex này nè. Không biết sao họ chia tay bạn vì
Hai người Đức nó hình như họ tự ti về vấn đề gì hay sao á. Nhưng thôi, Kit cảm giác người này hiện tại đang rất là tự do. Họ đang chăm sóc vẻ bề ngoài của mình nhiều. Để họ đi tập gym, họ đi bơi hay là... Mà Kit thấy họ vận động nhiều lắm. Cái người này giống như đang tự ti về ngoại hình hay sao không biết nữa. Cho nên là hiện tại họ đang rất là building build, họ đi tập gym hay là họ như thế nào, rất là quan tâm chăm sóc ngoại hình mình nhiều nha. Người thứ ba, tuổi thứ ba quan tâm ngoại hình lắm. Cái cảm nhận được rằng là họ sau khi chia tay bạn, họ buông thả bản thân, họ ăn nhiều. Họ ăn nhiều lắm luôn ấy. Họ gọi là không quan tâm đến vấn đề chăm sóc cơ thể đó. Cho nên ngay hiện tại bây giờ là họ đang phát triển tập luyện rất là nhiều thứ để lấy lại được cái vóc dáng của họ. Không biết vì sao nữa, Kết nghĩ rằng là cái người ở tuổi thứ ba này họ muốn tương tác lại với bạn, họ cũng đã thử tương tác lại với bạn rồi, nhưng mà hình như là bạn không chịu, không biết vì sao, như là bạn không còn quá nhiều cảm xúc với cái người S này. Ngộ ta, bạn không có cảm xúc nhiều với người S này như như hồi xưa nữa. Người này như là một con ngựa ấy mọi người. Có thể là họ cung nhân mạng, hay là họ thuộc cung lửa, hoặc là họ là những người rất là nhanh. Họ nhanh lắm. Để xem thử. Người này giàu dữ ta. Cái người này sẽ trở lại với đời sống của mọi người. Cái người này sẽ trở lại trong đời sống của các bạn. Kiểu như là họ sẽ cố gắng tương tác lại, họ sẽ cố gắng gọi là cam kết với bạn nhiều hơn. Tại vì cái thấy cái người ở cái tuổi thứ nhất này họ có, nếu mà trong giai đoạn hiện tại á, thì họ cái thấy họ là người giống như là trong công việc họ rất là nổi trội nổi bật. Cái người thì cái thấy họ nổi bật lắm. Nhưng mà cái thấy nha, rất là rõ ràng ở đây, các bạn rõ ràng lắm, kiểu như là bạn là cái người mà gọi là nếu mà trong tình yêu á, trong tình cảm á, một khi á mà bạn đã yêu là bạn yêu cháy hết mình. Cái thấy là bạn cháy hết mình. Và cái thấy cái người này tự ti ở cái về cái giai đoạn trước và những cái việc chia tay không phải là do là họ này kia đâu, mà họ tự ti về cái vấn đề là tình, họ cảm giác như tình cảm của bạn cho họ rất là lớn lao, cho nên họ tự ti một cái việc là họ không có thể đáp lại cho bạn hay sao ấy. Cho nên lý do là bạn phải dứt áo ra đi hay là như thế nào đó, nhưng mà cái thấy bạn là một người rất thông suốt, rất là thấu rõ, là bạn là một người có trực giác, bạn là người có trực giác nha. Các bạn nghe trả bài này, bạn là người có trực giác rất là cao luôn, bạn nhìn mọi thứ rất là xuyên suốt, bạn biết là cái hành trình này đã kết thúc rồi. Khó có thể gọi là không phải là khó nữa, bạn biết đây là một trong những cái chương của cuộc đời bạn cần các bạn bước qua. Cho nên là bạn đã, nói chung là bạn đã bước qua với cái người này rồi, nhưng mà người này vẫn cố gắng tương tác lại với bạn trong giai đoạn này, và có thể về sau họ sẽ trở lại giống như là wow, I'm back, để trở lại một diện mạo mới, một cái sự tự tin mới. Họ nghĩ rằng là không biết vì sao họ lại cảm nhận là bạn bị thu hút bởi họ là vì ngoại hình của họ, nhưng mà cứ thấy ngoại hình là một phần thôi. Bạn bị thu hút bởi họ là bởi cái tính cách, một cái điều nào đó về cái tiền kiếp nữa, cái kiểu giống như bạn cảm thấy rất là quen thuộc với người này khi bạn gặp họ, khi bạn yêu thương họ, nhưng mà cảm giác như người này có vẻ như họ không có trân trọng cái tình cảm này trong giai đoạn trước đó, cho nên là bây giờ họ thấy tiếc cho nên họ quay lại tìm bạn nè. Nhưng mà bạn đang rất là nuôi dưỡng bản thân mình, bạn Queen of Wands, như là bạn giống như là nữ hoàng lửa, nữ hoàng gậy đó, bạn đang phát triển vượt bậc cái khía cạnh của mình, cái sự ngọt, cái thấy là ngoại hình của các bạn hiện tại đang ngày càng một tỏa sáng nha mọi người, bạn sáng lắm. Nhiều khi cái chakra của bạn hiện tại là cái màu, những cái màu rất là sáng, màu thiên về màu hồng, màu màu vàng, màu trắng, rất là nổi bật. Cái không có nói nhiều về cái khía cạnh trực giác của các bạn ở tuổi thứ ba, tại vì cái thấy các bạn ở tuổi thứ ba là những người thông suốt, thấu cảm, nhìn rất là rõ mọi việc,
cho nên cái việc mà nói nữa thì nó cũng thừa thôi. Cái biết là các bạn muốn biết gì và muốn làm gì, và các bạn định hướng được cái con đường đi của mình mà. Cho nên cái việc mà comeback của cái người X này mà muốn comeback với bạn, cái thấy là bạn kiểu như là well, chào mừng trở lại nha, bạn không có kết nối đâu. Nhưng mà người này đang rất là muốn kết nối với các bạn. Họ đang dành một thời gian để họ chăm sóc bản thân mình, chăm chút vẻ bề ngoài và ngoại hình. Cái thấy cái EQ của cái người này, nếu mà ngược lại tụ thứ nhất, cái bạn ở tụ thứ nhất á, những cái người X của họ EQ cao, nhưng mà cái người ở tụ thứ ba này, cái EQ của họ nó không bằng, không phải là mình so sánh nó là bằng hay không bằng, nhưng mà cái việc mà về cái khía cạnh chiều sâu cảm xúc của hai bạn, cái chiều sâu nó khác nhau, cái tư duy về tình cảm nó cũng khác nhau nữa. A devil. Wow. Oh. Cũng lại là 6 xu. Lá bài này tự hiện ra nha mọi người. Wow, cũng lại là hai lá bài này xuyên suốt luôn. Các bạn cố gắng vượt qua nha mọi người ơi, các bạn ở tụ thứ ba ơi. Cố gắng vượt qua giúp Kit nha. Tại sao Kit lại nói là cố gắng vượt qua? Tại vì Kit nghĩ rằng là cái người này, cái người S này sẽ sử dụng chiêu trò để gây chú ý bợ cho bạn ấy, kiểu như là họ sẽ sử dụng điều nào đó, nói chung họ muốn gây attention khiến bạn phải chú ý họ. Kit thấy là các bạn ơi, các bạn đang có một con đường khác dẫn cho các bạn tới một cái tương tác nào đó rất là đặc biệt, không phải người này đâu. Cho nên là bạn con đang có một cái challenge sắp tới nữa, là có thể có người này tìm tới bạn và bạn có thể có một chút xíu lung lay ấy, nhưng mà cái thấy là bạn vẫn vững tin và bạn sẽ có niềm tin vào trực giác riêng của mình, và kết nghĩa rằng là bạn sẽ rất là enjoy. Như là Chibu có nói enjoy cái moment này thì cái thấy là bạn nên tiếp tục tận hưởng cuộc sống của mình, không nên quá đặt nặng những cái vấn đề, vì bạn có niềm tin là sẽ có một cái người thật sự sẽ tới với các bạn. Nếu cái người này mà phát triển về cái mặt cảm xúc trực giác, cái người mà X này, nếu mà họ phát triển thành một con người hoàn toàn mới thì mình cũng có thể tính là người mới ha mọi người. À, nhưng mà nếu mà họ trở lại và họ chỉ có thể thay đổi ngoại hình, mà còn về cái bên trong họ không có sự thay đổi gì hết, không có gì phát triển hết, thì cái thống nghĩ cái người đó là cái người mà bạn đang chờ đợi đâu. Nhưng mà Kết nghĩ rằng cái hành trình của bạn đang có cái tương tác khác, một cái người khác đang chờ đợi các bạn, cho nên các bạn đang rất là phát triển khía cạnh cảm xúc tâm linh của mình lên nhiều hơn nữa. Nhưng mà người này có thể là vẫn gọi là qua lại đông đưa với bạn thì thôi, nói chung là mình vui vẻ enjoy, mình có đón nhận thôi mọi người. Bạn không lung lay nhiều đâu, cứ đón nhận thôi, kiểu như là ok, có thể làm bạn, có thể nói chuyện lâu lâu, chuyện trò vài câu cũng được, còn nếu không thích thì thôi thì khỏi nói chuyện, hello luôn đi. Bạn đã rất là biết ơn cuộc sống của mình. Các bạn ở tụ thứ ba, Kiếp nghĩ rằng là ở những cái trải bài này á, về khi mà nói về X á, thì có thể là Kiếp nghĩ là đa số mọi người khi nghe những cái trang của Kiếp đó, mọi người sẽ cảm thấy là sẽ dằn vặt, hay là cũng có những cái cảm xúc tiêu cực, hay là có những cảm xúc rất là mệt mỏi, hay là đang đau khổ, hay là xem họ như thế nào. Nhưng mà Kiếp thấy cái những cái trải bài này các bạn đó thì thông điệp rất là nhẹ nhàng, biết ơn cuộc đời nữa. Kiếp cũng thấy nhẹ nhàng lắm luôn á. Hồi nãy cái tụ thứ ba á, mà cái cảm nhận ở trải bài đầu, cái nó là sao cảm giác nặng nề, không phải nặng nề về vấn đề gì hết, nặng nề nên là cái vấn đề là có thể là họ vẫn đang cố gắng mà hàn gắn với bạn, hoặc là kiểu như comeback lại để gây chú ý của bạn, thì nó chỉ ở cái đoạn đó thôi, nó cảm giác như bạn vẫn có một sự lung lay phân vân thôi. Nhưng mà cái thấy là bạn nên tin tưởng vào cái con đường bạn tiếp tục đang đi đi, vì có một nhân vật khác mà đang chờ đợi thôi, nghĩa là chưa gặp nhau thôi mà mọi người, cho nên các bạn cứ phát triển vào cái sự nghiệp bản thân mình, cái hình ảnh bản thân mình, cho nên các bạn đang rất là tỏa sáng, bạn chỉ cần manifest nhiều, tin tưởng vào vũ trụ, các bạn social nhiều hơn, các bạn hoạt náo nhiều hơn, các bạn cứ enjoy vui vẻ nhiều hơn, thì
cái năng lượng của cái người mà sắp tới sẽ tới với các bạn, của cái người ở cái tụ S của cái tụ thứ ba này á, thì cứ thấy là họ cũng gọi là cũng thoải mái, kiểu như là muốn gây chú ý các bạn, nhưng mà nếu các bạn không đồng ý thì không đồng như thế nào thì họ cũng ok, họ cũng fine, họ cũng enjoy, coi như là mình tương tác làm bạn, không nên để giống như là để cái điều đó nó chặn lại, nó làm mình thay đổi, nó biến mình bị biến chất đó mọi người. Thế là mọi người nên giữ cái sự yêu thương của mình, không nên đặt nặng những cái sự trách móc để làm gì hết. Mọi sự diễn ra đều có lý do của nó, cho nên cái người này cũng giống như một bài học để bạn tỉnh ra, phát triển bản thân, kia cũng là một điều tốt nè. Sắp tới thì họ sẽ như thế nào và bạn sẽ như thế nào? Khi thấy sắp tới họ có thể là cảm nhận rằng là có thể là bạn đã gặp tương tác nào rồi, có thể là hiện tại bạn đang trong tương tác luôn á, bạn đã gặp họ rồi, bạn đã kết nối với họ rồi, bạn đã rất là vui vẻ, cho nên bạn xem cái trả bài này về S này cũng kiểu như là review cho vui thôi. Nhưng mà hoặc là ngoài ra có thể là cái người S này họ cũng đang có một cái tương tác, cũng có niềm vui tương tác khác, nhưng mà họ cũng không có đặt nặng, kiểu như họ không gọi là có ba dữ liệu ở đây nha. Một là họ có tương tác rồi, tương tác thôi chứ chưa hẳn là yêu, họ chỉ tìm hiểu thôi và họ cũng gọi là nhớ về bạn đó, cho nên họ cũng có gắn kết nó là với bạn. Cái thứ hai ở đây là có thể người này là cái người sẽ thay đổi bản thân mình thành một nhân vật mới, kiểu như một tính cách mới, một diện mạo mới, một cái chiều sâu cảm xúc mới, và hai bạn có thể sẽ kết nối lại trong tương lai. Nhưng mà cái tụ thứ ba này thì cái điều thứ ba mà cái thấy ở đây á là cái người S này không biết sao cái dữ liệu tụ thứ ba này nó hiện lên cũng về bạn nhiều, cho nên cái thấy là bạn đừng nên nhung nhớ nhiều quá người S này, hoặc là cũng như là đừng nên trông mong ở sự tương tác quá nhiều, tại cái thấy là như cái nói là cái người mà bạn đang manifest bằng cái con đường của hiện tại đang đi, mà bạn bằng bằng cái tâm linh riêng của mình á, cái người bạn nghĩ là bạn sẽ gặp ấy, đây có thể là cái người mà soulmate của bạn trong tương lai nữa, cho nên hãy cứ tỏa sáng đi, bạn sẽ gặp người này nhanh thôi. Còn về người S kia thì họ vẫn đang rất là work out, họ đang rất là phát triển bản thân mình, họ luyện tập rất là nhiều thì cũng tốt cho họ mà. Cái đấy, cái trải bài ở tuổi thứ ba này cũng nhẹ nhàng thôi chứ không có gì nặng nề như ban đầu Kit nói, nhưng mà cái nặng nề này là có thể là bạn sẽ gọi là bạn bị gọi là đôi khi á, cũng gọi là bị lưỡng lự, cho nên thôi không nên quá lưỡng lự nhiều, hãy cứ bước tiếp cái con đường mà bạn đang đi và tỏa sáng nó cách riêng của bạn, là cái thấy là bạn sẽ rất là vui vẻ trong giai đoạn sắp tới và người này cũng sẽ rất là vui vẻ thôi ha. Ok, cảm ơn các bạn ở tụ thứ ba, nếu các bạn có yêu thích trải bài này các bạn có thể donate cho Kid Willing Momo nhé, thank you mọi người.